Ui, có đường đi xuống rồi Phương. Kìa kìa kìa, xuống đây có đường đi xuống rồi, ta leo lên kìa. Đẹp mà. Biển đây nó yên. Sao quá? Đi. Nói vậy chứ cái chỗ này không có đẹp bằng chỗ hôm bữa đâu á. Chỗ bữa đi ngày đẹp hơn á. Tại vì nó sát hơn. Chỗ tuần vừa rồi á. Người ta lên núi còn mình cũng là đúng rồi, mình lên đây hồi chắc đi về cùng với con nà thôi à. Ê đi ra té bây giờ không đi được đâu. Ê quay phim con kia có vú. Quay phim con kia đang lên cái vú không, xuống nó chụp hình mới đẹp ha. Có đường đi xuống à? Ê, tao nghĩ tụi nè, chúc nó đi về đường này á. Đi đường kia về đường này á.